mọi người, hôm nay bên mình sẽ giới thiệu cái bếp chiên RRH dung tích là 8 lít. Bếp chiên này sử dụng điện và nguồn điện gia đình của mình bình thường. Thì cái này nó rộng hơn, nó cao hơn so với các cái bếp chiên 6 lít thông thường. Thì cái lượng dầu của nó khi mình chiên nó sẽ nhiều hơn. Và ví dụ như là bếp chiên 6 lít thông thường mình chiên được khoảng 4 cái đùi gà gốc tư, thì bếp này sẽ được là 6 cái. Cái độ cao của cái khoang chiên, cái nồi dầu nó cao hơn, thì nó giúp cho mình có thể là đổ được nhiều dầu hơn và chiên được nhiều thức ăn hơn. Thì cái độ chiên của nó cũng sẽ làm to hơn so với lại cái bếp 6 lít. Bếp này thì cũng có thể tháo rời các bộ phận ra được. Đặc biệt là dầu của nó làm cực kỳ dày và chắc chắn luôn. Khi mà mình lắp ráp sử dụng thì ở trong này nó có cho mình một cái gói gồm có 4 cái chân cao su và những con ốc. Thì khi mà mình lắp ráp thì phía dưới này mình lật lên, mình bắt ốc vào trong cái bắt ốc vào trong cái cục cao su này là 4 cái chân đế. Trên cái nắp thì nó cũng sẽ có một cái cao su, một cái dây cần cao su màu đen cũng có sẵn ốc luôn. Những cái này khi mà mình nhận hàng thì mình có thể là tự lắp ráp vô, bởi vì cái thùng nó làm là vừa khít với cái máy luôn, cho nên là mình sẽ không có lắp ráp trước được. Nếu mà lắp ráp thì nó sẽ cao hơn cái thùng, mình sẽ không có ráp trước được. Rồi bây giờ khi mình sử dụng thì mình đặt cái nồi vô. Đây là mình đặt cái đầu này, nó có cái khoan. Chiên thì mình có thể gác lên, lúc mà mình chiên xong mình có thể gác lên đó, và mình nhúng xuống. Đây là cái nắp mình đậy lại khi mà mình không sử dụng, mình không chiên nữa. Về cái việc mà mình điều chỉnh nhiệt ha, khi mà mình vệ sinh xong hết cái bộ phận, mình gác máy vô xong, mình đổ dầu vô, đổ cái dầu vô trong cái nồi dầu trong cái mức min max nè, tối đa là như đây và thấp nhất là tới đây, thì để mình có thể đảm bảo được cái độ bền cho cái thanh điện trở nè, rồi đảm bảo an toàn cho mình nữa. Nếu mình đổ nhiều quá thì nó sẽ dễ bị văng nè, còn đổ ít quá thì dễ bị cháy điện trở nè. Khi mà mình đổ dầu vô xong rồi, mình bắt đầu cắm điện, rồi bắt đầu mình sẽ vặn nhiệt độ. Nó sẽ có là từ 50 đến 300 độ. Ví dụ như là mình đặt là 100 độ đi, thì khi mà nó nóng tới 100 độ rồi thì bếp nó sẽ có tự động ngắt điện rồi. Ví dụ như là nhiệt độ nó đã giảm xuống dưới 100 độ rồi thì tự động nó sẽ bắt điện vô trở lại để nó đun cho đúng 100 độ cho mình. Sau đây mình sẽ hướng dẫn về cái việc mà mình kiểm tra máy khi nhận hàng và mình nhận biết cái là máy nó hoạt động như thế nào. Khi mà mình nhận được hàng bên giao hàng giao tới thì mình chỉ cần là lấy cái đầu máy ra rồi mình thử, mình cắm điện trên cái đầu máy thôi. Tất cả các thao tác này á, khi mà máy mới mình không có sợ gì giật điện hết á, mình cứ thực hiện bình thường. Bây giờ mình sẽ cắm điện vô ha. Đèn xanh sáng là báo hiệu là đã có cái nguồn điện rồi, nhưng mà cái thanh nhiệt này nó vẫn chưa có nóng. Thì bây giờ mình muốn thử là mình chỉ thử trong vòng 3 giây thôi, mình có thể vặn cái nút nhiệt độ này đó. Vặn cái nhiệt độ này mình nghe tắt đó. Có nghĩa là nó đã có điện vô máy, đã tắt nhiệt độ vô cho máy được rồi, thì mình có thể rút điện ra. Mình sờ vô cái thanh nhiệt thì thấy cái thanh nhiệt nó đang nóng lên này nè, là máy hoạt động bình thường. Sau
Sau khi mà mình đã thử cái máy được như vậy rồi á, thì mình cứ ráp máy vô và sử dụng bình thường. Khi nào mà thấy nhiệt độ mà mình cảm thấy là nó chưa có đủ cái độ sôi á, thì mình có thể tăng lên. Tới khi nào mình thấy dầu sôi nhiều quá thì mình giảm xuống bớt, cho tới khi mà mình phù hợp với cái yêu cầu chiên của mình thôi. Lưu ý là khi mà không sử dụng thì mình có thể vặn về không. Lúc mà mình vặn về không thì đèn xanh nó vẫn sáng, nhưng đèn đỏ nó không sáng, có nghĩa là nó sẽ không có đốt nóng dầu, không tiêu thụ điện năng. Còn khi nào mà mình cứ để nhiệt độ và đèn đỏ còn sáng, có nghĩa là nó đang đốt nóng. Rồi, sau đây sẽ là cách lắp ráp cái rổ chiên. Cái rổ chiên, cái tay cầm này á, do là nó sẽ dài ra nên là mình không có ráp trước được, nó cũng đơn giản, cho nên là khi mà nhận hàng thì mình có, khi nào mình có nhu cầu sử dụng thì mình ráp thôi. Ở đây mình bóp cái này lại, ở phía dưới này nó có hai cái phần vô ra, mình cho hai cái thanh vô ra, vô đây bóp lại như vậy là xong. Em có thể sử dụng mình được rồi.